Chào bạn, mình là Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng Admin kênh youtube No2 Hôm nay trước tiên xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh youtube No2 trong suốt thời gian qua Thứ hai, xin chúc các bạn sức khỏe và thành công Hôm nay mình sẽ review qua cho các bạn về một cái mã sản phẩm Là cạc Vega của hãng đi Ở đây các bạn đang nhìn thấy một chiếc Vega của hãng đi Đó các bạn nhìn này Đó Đây là chiếc Vega của hãng đi Nó có một cái tên rất mỹ miều đó là GT960 2 g RAM 5 OC Có nghĩa là bản đã ép sung sẵn rồi Các bạn nhìn này Make in China Nhưng được Mai Hoàng phân phối Đó Như một video mình đã nói Toàn bộ hàng sẽ được gia công tại Trung Quốc Và sẽ được các đơn vị Việt Nam nhập về Phân phối Vậy là thành hàng chính hãng Tất nhiên hãng được sản xuất ở Trung Quốc Chính hãng Trung Quốc Hay nhà máy của hãng mới đi được đặt tại Trung Quốc đó là câu chuyện tào lao à, chúng ta đi về cái vấn đề chính các bạn sẽ thấy là nó có hai quả tỏa nhiệt to chả bá này vì vậy cái lượng nhiệt được toát toát ra được hấp thụ vào những cái ống đồng và nhôm tỏa nhiệt đó được toát ra sẽ được hút lên đây và được thổi ra ngoài vì vậy cái mã này rất mát và không lắng mình đã test nó phải chạy lặng thì quạt này nó mới quay để làm mát vì vậy là cái lượng nhiệt được tỏa ra bởi ống đồng và nhôm đã quá ok Lúc nào mà Vega đạt đến một nhiệt độ nhất định Thì bắt đầu mới có trạng thái là quay quạt để phả nhiệt ra Đây là bản 2 g giam 5 Các bạn sẽ thấy nó có một cái rắc nguồn phụ Bắt nét ở ta Đó nó có một cái rắc nguồn phụ Vì vậy yêu cầu tối thiểu phải là nguồn 350W công suất thực Điện thoại đều nháy loạn xì động Các bạn để ý này Tại thời điểm này Sản phẩm còn được bảo hành đến Tháng 6, tháng 5, tháng 6 Năm 2018 Vậy còn 1-2 tháng nữa gần hết bảo hành Chúng ta sẽ thấy những cái cổng ăn chơi Của chiếc cạc màn hình này 2 HDMI DVI, Deepport Đó, các bạn thấy chưa Chúng ta sẽ không có chuẩn Vega Vì vậy là chúng ta sẽ phải chuyển có một cái bộ chuyển chuyển cái tín hiệu từ HDMI sang Vega để các bạn chạy những cái màn hình cũ thôi không sao chúng ta sẽ mọi bài toán chúng ta đều có thể tận dụng được đó các bạn nhìn thấy chưa về cái mặt thông số kỹ thuật các bạn biết rồi các màn hình mới đi có độ bền cực cao à, các màn hình mới đi có độ bền cực cao về cái thông số kỹ thuật thì nó có một cái trọng lượng đó là 300 là 593 g và cái băng thông của nó là 128 bit à, khi mua cả màn hình các bạn nên để ý nó là 164 bit hay là 128 bit hay là 192 bit hay là 256 bit bit càng to thì chúng ta càng phải sờ tay vào túi mắc hầu bao càng thâm đừng có nháy màn hình bit càng to thì các bạn càng phải sờ tay vào túi mắc hầu bao càng nhiều à, bộ nhớ của chúng ta đó là 2GB RAM 5 về cái co clock là một cái dạng sung để các bạn đánh giá cái độ mạnh khỏe của các màn hình thì nó ở cái ngưỡng là 1178 và 1241 MHz khá khỏe còn cái memory clock thì nó ở cái trạng thái đó là 7010 MHz đây là hàng chính hãng được sản xuất tại Trung Quốc và được Mai Hoàng nhập về phân phối đứng lên bảo hành tại Việt Nam cần mua hàng các bạn vẫn biết là chúng ta có hai cách một là côn thẳng cho chúng tôi theo cái số điện thoại đặt ở dưới. Hai là các bạn vào web lô 2 vn đặt đơn. Thì mình sẽ ship code cho các bạn. Sản phẩm được bảo hành một tháng ở lô 2, một đổi một. Nếu có lỗi, còn lại thời gian bảo hành chính hãng các bạn tự mang bảo hành. Giá sản phẩm trên web chưa bao gồm cước phí vận chuyển. À, về cái video trải nghiệm thực khi chơi game thì mình sẽ quay cho các bạn sau như mình đã test chơi game với PUBG ở cái dạng trạng thái đó là RAM 8 g và cái dòng chip G khá ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều.